Cô chào các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ đến với tiết ôn tập để chuẩn bị cho bài thi cuối học kỳ 1 môn giáo dục công dân lớp 9. Đầu tiên là về giới hạn ôn thi. Chủ đề tích hợp bài 5, bài 6, tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới, hợp tác cùng phát triển. Chủ đề tích hợp bài 8, bài 9, năng động sáng tạo, làm việc có năng suất, chất lượng hiệu quả. Và bài số 4, bảo vệ hòa bình. Về hình thức của đề thi thì sẽ có hai phần: phần trắc nghiệm 12 câu tương ứng 3 điểm, phần tự luận 3 câu tương ứng 7 điểm. Đầu tiên chúng ta đến với kiến thức trọng tâm của bài 5, 6. Thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác. Thế nào là hợp tác? Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ nhau trong công việc vì lợi ích chung. Hợp tác thì phải dựa trên cơ sở, thứ nhất là bình đẳng, hai bên cùng có lợi, không phương hại đến lợi ích của người khác. Về ý nghĩa, giúp thế giới hiểu rõ hơn về đất nước và con người Việt Nam, về đường lối của nhà nước ta, tránh gây mâu thuẫn, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các nước trên thế giới, cùng giải quyết những vấn đề bức xúc mang tính toàn cầu, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các nước cùng phát triển, đặt mục tiêu cho toàn nhân loại. Về nguyên tắc hợp tác của nhà nước ta, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, không can thiệp vào nội bộ, không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, bình đẳng, cùng có lợi, giải quyết bất đồng và tranh chấp bằng thương lượng hòa bình, phản đối âm mưu và hành động gây sức ép, áp đặt, cường quyền. Rèn luyện, quan tâm, có thái độ hữu nghị, đoàn kết với người nước ngoài, giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam trong giao tiếp và tham gia các hoạt động hợp tác trong học tập, trong lao động. Chủ đề tích hợp bài 8-9. Năng động sáng tạo. Năng động là tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm. Sáng tạo là say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới. Người năng động sáng tạo là người luôn say mê tìm tòi, phát hiện và linh hoạt xử lý tình huống trong học tập, lao động, công tác nhằm đạt hiệu quả cao. Làm việc có năng suất, chất lượng hiệu quả chính là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về nội dung và hình thức trong một thời gian nhất định. Vậy thì, vì sao cần phải năng động sáng tạo để nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả? Đây là phẩm chất và là yêu cầu cần thiết đối với người lao động trong xã hội hiện đại. Năng động sáng tạo giúp con người bứt phá bản thân, vượt qua hoàn cảnh để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động, học tập, làm nên kỳ tích vẻ vang, mang lại vinh dự cho bản thân, gia đình và đất nước, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Rèn luyện năng động sáng tạo để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong học tập, lao động. Trước tiên là rèn luyện tính siêng năng và kỷ luật trong học tập, trong lao động. Giữ gìn và rèn luyện sức khỏe. Tích cực chủ động tìm ra phương pháp học tốt nhất cho bản thân và biết cách vận dụng để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong học tập. Chúng ta đến với bài số 4, bảo vệ hòa bình. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu hòa bình là gì. Hòa bình là tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang, là mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng, bình đẳng, hợp tác giữa các quốc gia, dân tộc, giữa con người với con người, là hạnh phúc và khát vọng của toàn nhân loại. Thế nào là bảo vệ hòa bình? Là giữ gìn cuộc sống xã hội bình yên, là giải quyết vấn đề mâu thuẫn, xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo và quốc gia bằng thương lượng, đàm phán. Vì sao phải bảo vệ hòa bình? Vì xung đột vũ trang, chiến tranh vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Hòa bình mang lại cuộc sống thanh bình, hạnh phúc, ấm no.
trách nhiệm bảo vệ hòa bình, xây dựng mối quan hệ tôn trọng, thân thiện giữa người với người, thiết lập mối quan hệ hiểu biết, bình đẳng, hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc và các quốc gia trên thế giới. Trên đây là toàn bộ phần trọng tâm lý thuyết của nội dung ôn thi cuối học kỳ. Còn những bài tập vận dụng thì chúng ta sẽ cùng nhau làm và thảo luận ở trên lớp các em nhé. Chúc các em ôn tập và thi đạt kết quả thật tốt. Cô chào các em.